Hello, xin chào tất cả các ông nhá. Làm bể cá mãi nó cũng chán rồi. Hôm nay quyết định đổi gió một tí. Thì nhân tiện có một cái đơn hàng của một cậu học sinh thỉnh thường hay đi qua cửa hàng mình. Rồi cuối cùng một ngày đẹp trời là cậu mới quyết định là bắt mẹ phải dẫn vào trong quán của mình và yêu cầu order một bể rùa nhá. Thú thực là ban đầu nhận order thì tôi cũng khá là hoang mang, bởi vì chưa bao giờ mình làm cái bể chơi rùa cả. Mình thường làm và quen với các bể cá thủy sinh nhiều hơn. Thì qua trao đổi một vài giây ngắn gọn thôi ngay tại cửa hàng của mình thì cậu ấy có trao đổi là nó cần một cái không gian rất là thoáng, mực nước thấp, cũng như là có một nơi để cho các em rùa có thể tanning, tức là phơi nắng và sưởi nắng ấy. Và thế là trong đầu mình bắt đầu dần hình thành ý tưởng và cho ra một sản phẩm như thế này. Nói chung là hệ thống lọc và bố cục được mình tối giản và tích hợp tiện lợi hơn rất là nhiều. Bởi vì mình nghĩ là bạn ấy vẫn còn là một bạn nhỏ, cho nên là mọi thứ cần phải tiện lợi, gọn gàng thì sẽ là một lựa chọn hợp lý hơn trong lúc bạn ấy chăm sóc bể. Còn bạn thì sao? Bạn có thích chiếc bể này không? Đừng quên bày tỏ quan điểm của mình về chiếc video này nhé. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các video sau. Bye bye.